Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của Thông, cũng như là trang Facebook của Thông lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện món bánh chuối nướng hạnh nhân bằng nồi chiên không dầu hay còn có tên gọi là air fryer. Thì như Thông đã chia sẻ là khi mà Thông tự thưởng cái nồi chiên không dầu đó, thì Thông sẽ chia sẻ đến với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn tất cả các món bánh nướng bằng nồi chiên không dầu. Thì ở video lần trước, Thông đã chia sẻ với quý vị cách nướng bánh bông lan rồi phải không ạ? Thì ngày hôm nay Thông sẽ chia sẻ đến với cả nhà là cách làm bánh chuối nướng. Thì ở đây Thông sẽ cả nhà chờ Thông một chút nhé. Thông share cái video này đến với tất cả mọi người để mọi người cùng theo dõi luôn nè. Đâu rồi? Rồi, trên tay của Thông đang cầm cái bánh chuối nướng đây. Có những cái hạt miếng hạnh nhân cắt lát rất là ngon và rất là giòn, và công thức thì rất là đơn giản. Thông mời cả nhà cùng với Thông, chúng ta cùng nhau thực hiện món bánh chuối nướng hạnh nhân. Thông xin gửi lời chào đến Nguyễn Trọng Nghĩa nha. Cái món bánh chuối nướng hạnh nhân này thì chúng ta sẽ cần có 400 gram chuối hoặc là 420 gram chuối. Thì chuối này đó là chúng ta phải để cho chín, và Thông đang tính là tính có vỏ luôn, khoảng 3 trái chuối, 100 gram bột mì, 40 gram bơ, 50 gram bột hạnh nhân. Cái bột hạnh nhân nó đã xay ra rồi đó. 50 gram đường, một quả trứng, một gói đường vani, một muỗng cà phê bột quế, 4 gram bột nổi, một chút xíu muối. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Quý vị nếu mà thích ăn những cái miếng hạnh nhân cắt lát như vậy đó, thì chúng ta cho thêm khoảng 20 gram hạnh nhân cắt lát cho lên trên bánh chuối là xong. Rồi, không để mất thời gian của quý vị, Thông sẽ mời tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn cùng với Thông chúng ta vào bếp để làm món bánh chuối nướng hạnh nhân bằng nồi chiên không dầu air fryer. Dạ đây, thành phần chúng ta gồm có 3 quả chuối, 100 gram bột mì, 40 gram bơ, thì cả nhà hãy quay cho bơ nó chảy ra dùng Thông nhé. 50 gram bột hạnh nhân, 50 gram đường, 4 gram bột nổi, quế, chúng ta có thể cho nhiều cho ít, tùy theo khẩu vị của từng gia đình. Một quả trứng gà, một gói đường vani. Và đầu tiên thì Thông sẽ bóc chuối ra nè. Cả nhà lựa cho Thông những cái quả chuối nó chín nha. Nếu mà chuối mà nó không chín á, thì làm nó sẽ không có được ngon lắm đâu. Rồi, xin gửi lời chào đến Phương Nguyễn, Thu Hà Đỗ. Chúng ta sẽ lột chuối ra, và cả nhà nhớ là lấy những cái sơ chuối này ra cho Thông cho nó sạch sẽ này. Một chút xíu nữa mình làm cái bánh nó sẽ ngon hơn. Và ở đây đó, chúng ta tùy, nếu mà quý vị muốn để trên mặt tiền đó, có những cái miếng chuối như cái ổ bánh Thông đang làm đây, có những cái miếng chuối như thế này đó, thì chúng ta để nửa quả chuối không có dầm nó ra,
Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng là chúng ta sẽ rắc những cái miếng hạnh nhân lên trên thì cả nhà có thể dầm chuối hết ra cũng được. Thì tùy thôi. Thông chia sẻ rất là đơn giản. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến làm như thế nào mà miễn làm sao ổ bánh chuối của chúng ta cảm thấy là nó ngon là được rồi nhé. Rất là đơn giản. Cách làm của Thông thì Thông cũng xin thưa là Thông luôn luôn đưa đến cho quý vị cách làm thật là đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Đây. Rồi, chuối Thông đã bóc xong rồi đây. Ba quả chuối. Bây giờ, Thông sẽ cần một cái thau nhựa nè. Thông sẽ dầm hai quả chuối to nhé. Chúng ta không cần phải dầm nát đâu. Xin gửi lời chào đến Trần Thanh Phong, Thi Thi Nguyễn. Rồi, quả chuối thứ hai. Cả nhà cần một cái nĩa, chúng ta sẽ dầm ra. À, Thông xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Công Tước nhé. Rồi, hai quả chuối. Và đến quả chuối thứ ba đó, thì tùy theo quý vị thích cho chuối lên trên cho nó đẹp, thì chúng ta sẽ cắt nó thành 13 miếng nha. 13 miếng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 miếng. À, cái này nó nhỏ quá, Thông cắt lại miếng khác. Rồi, còn cái phần còn thừa lại này thì cả nhà cũng dầm ra cho Thông. Rồi, sau khi mình đã dầm hơn hai quả chuối thì bây giờ Thông sẽ cho vào trong cái tô chuối này 40 gram bơ đã được quay cho nó mềm ra rồi đó, đã được chảy rồi đó. Mình cho vào nè. Thông sẽ cho vào một quả trứng gà. Năm mươi gram đường. Khi làm bánh thì lúc nào Thông cũng cho một chút xíu muối vào để cho nó cân bằng âm dương. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp chuối, đường, muối, bơ, mình trộn nó lên. Cả nhà có thể dầm nó nát ra được nha, nhưng mà riêng Thông thì Thông muốn rằng là khi mình ăn cái bánh chuối nướng này đó thì nó cũng vẫn còn những cái miếng chuối. Rồi, sau khi mà mình đã quậy đều nó lên rồi nè, bây giờ cả nhà hãy cho cái hỗn hợp này vào chung với nhau này, bột này, rồi bột nổi này, rồi hạnh nhân xay nhuyễn đó, mình sẽ cho nó vào chung với nhau. Và Thông sẽ cho vào trong cái tô chuối này một muỗng cà phê bột quế để cho nó thơm. Bánh của mình nó thơm. Một muỗng cà phê bột quế. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp này vào. Bột nổi, bột mì, bột hạnh nhân. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Và gói đường vani nữa, mình cũng cho vào luôn. Đấy, xém quên đấy cả nhà. Để trước mắt mà còn quên đấy. Rồi, bây giờ mình trộn đều lên nè. Và cái khuôn ngày hôm nay đó, Thông sử dụng cái khuôn sẽ là 18 cm nhé. Cả nhà nhớ là cắt cho Thông cái miếng giấy lót ở dưới đáy khuôn
và chúng ta bôi bơ đều xung quanh thành khuôn để khi chúng ta nướng đó thì bánh lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi, đây, trộn đều lên, thế là xong thôi, đơn giản nhanh gọn lẹ phải không ạ? Rồi. Khuôn của thông là 18 cm này, thông đã lót một miếng giấy nướng bánh và thông đã bôi vơ xung quanh thành khuôn. Bây giờ thông sẽ cho bột vào trong khuôn và chúng ta chuẩn bị đem đi nướng. Cái nồi chiên không dầu này rất là tiện lợi cả nhà. Từ hôm mà thông có đến giờ đó là thông cảm thấy thông rất là hài lòng. Thông có thể nướng đậu phộng, thay vì rang thì bây giờ mình cho vào mình nướng. Rất là nhanh, khỏi phải mất công đứng đảo tới đảo lui mất thời gian lắm. Mình rửa đậu phộng cho nó sạch, hóa chất bằng nước Kerrygan 11.5, rồi mình tráng lại thành nước 9.5, rồi sau đấy mình cho vào trong nồi. Rồi xong rồi đây. Bây giờ Thông sẽ sử dụng một cái que tre này. Cả nhà hãy dàn chuối đều ra cho Thông nhé. Dàn chuối đều ra. Rồi, xong rồi. Đều cho cái mặt chuối nó phẳng đều ra cho nó đẹp. Bây giờ Thông sẽ lấy nồi nướng không dầu ra. Thông sẽ mở nó ra. Thông sẽ cho vào 50 gram nước sôi. Nước đun sôi Thông sẽ cho vào trong nồi nướng. Thông sẽ bỏ khuôn bánh vào nè. Và mình sẽ nướng nhiệt độ 160 độ C trong vòng 40 phút, thì 20 phút đầu cả nhà để 160 độ C. Bắt đầu từ phút thứ 21 cả nhà để cho thông 150 độ C. 10 phút sau cả nhà lại giảm xuống 140 độ C. Tổng cộng chúng ta sử dụng 40 phút. Đây, bây giờ thông sẽ bắt đầu bật máy nè. Thông sẽ chỉnh đến phần nướng bánh. Đây, 150 độ C, thông sẽ tăng lên 160 độ C và bắt đầu thông bấm mở. Thì bắt đầu lò nướng sẽ nướng cho thông. Đó, lò nướng sẽ nướng cho thông. Nó sẽ báo cho thông biết là bao nhiêu thời gian đây ạ, 40 phút, 160 độ C. Thông sẽ nướng trong vòng 20 phút đầu 160 độ C. Từ phút 21 đến phút 30, thông sẽ nướng với nhiệt độ 150 độ C. Rồi sau đấy, thông sẽ lấy... xin lỗi cả nhà. Hèn chi thấy nó hơi, cái ổ bánh nó hơi lạ lạ. Xin lỗi cả nhà, xin lỗi cả nhà. Mình phải lấy ổ bánh ra. Cả nhà biết quên một cái điều gì không? Đấy. Thấy chưa, mình làm việc mà mình cứ cất cất là mình hay quên lắm. Cả nhà biết thông quên cái gì không? Đây, quên xếp cái chuối này lên trên mặt tiền cho nó đẹp nè. Thấy không? Quá trời không? Hèn chi thông bảo sao cái bánh chuối của thông hôm nay nhìn nó trơn tru quá. Là tại vì mình quên xếp chuối lên. Đây, hồi nãy mình sẽ cắt 13 miếng chuối đấy. Bây giờ mình sẽ xếp 13 cái miếng chuối này lên trên nhá. Rồi sau đấy mình mới đem đi nướng. Đấy cả nhà thấy không? Làm phim mà làm trực tiếp á là kiểu gì nó cũng có những cái sơ suất như vậy.
Bởi vậy cả nhà phải thương những cái người làm video là vừa nói này, vừa làm này, rồi lại phải vừa chuẩn bị tất cả những cái nguyên vật liệu, kiểu gì thì kiểu cũng dễ bị sơ sót lắm. Cho nên là cả nhà thương Thông thì hãy like cho Thông nha. Đó. Mình phải xếp nó vào như thế này thì cái bánh chuối của mình nhìn nó mới hấp dẫn. Hèn chi hồi nãy á, Thông thấy cái bánh chuối của Thông, Thông nhìn Thông thấy nó hơi trơ trơ, nó không có một cái gì nhìn là bắt mắt hết. Thì ra là mình quên xếp chuối lên trên. À, Thông xin gửi lời chào đến Thương Trần và bà ngoại Sóc. Rồi đây ạ, Thông đã xếp chuối gọn gàng vào trong khuôn rồi đây. Bây giờ Thông sẽ cho vào trong khuôn, trong nồi này, trong lò nướng này. Thông sẽ bắt đầu hoạt động lại nha, bấm lại nha. Rồi bây giờ Thông sẽ làm lại nè. Mở máy lên, mình điều chỉnh đến chỗ nướng bánh, mình tăng nhiệt độ lên 160 độ C và chúng ta bấm nút cho nó chạy. Xong rồi. Hú hồn hú vía. Rồi, bây giờ mình để cho cái lò nướng này nó nướng trong vòng 40 phút. Thông xin phép được chia sẻ lại là 20 phút đầu Thông để nhiệt độ 160 độ C. Từ phút thứ 21 đến phút thứ 30 Thông sẽ để nhiệt độ 150 độ C. Sau đó Thông sẽ lấy ra bôi bơ và cho những miếng hạnh nhân cắt lát cùng một chút xíu đường rải lên trên. 10 phút còn lại Thông sẽ sử dụng nhiệt độ 140 độ C và sau đó ổ bánh chuối nướng hạnh nhân bằng nồi chiên không dầu sẽ được hoàn thành. Và bây giờ ổ bánh Thông đã làm trước đây. Thông sẽ cắt ra và mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nha. Đó, cả nhà ơi, khi mà nó đủ nhiệt độ rồi là nó kêu 3 tiếng như vậy đó. Rồi bây giờ Thông sẽ cắt một miếng bánh nè. Rất là tiện bằng cái nồi chiên không dầu này, air fryer này này. Là đơn giản. Quá trời ngon luôn. Tan tan, cả nhà nhìn này. Bánh rất là xốp nè, rất là xốp nè, rất là ngon nè. Đây, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta thử nếm thử cái miếng bánh chuối hạnh nhân nướng bằng nồi chiên không dầu. Cái món bánh chuối này thì Thông cũng đã chia sẻ bằng lò nướng bình thường rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì Thông làm bằng nồi chiên không dầu. Cả nhà nhìn thấy này, rất là thơm, rất là ngon. Rồi Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nha. Đây, bánh khô này, 40 phút bánh khô ráo ngon. Tại sao mà mình cứ phải giảm lửa, giảm lửa, giảm lửa xuống để làm gì? Để cho cái mặt bánh ở bên trên nó không có được, nó không có bị cháy nha cả nhà. Nếu mà cả nhà để 40 phút 160 độ C là cái mặt ở trên nó sẽ bị cháy. Và khi mình cho một chút xíu nước sôi vào trong cái nồi nướng, nồi chiên không dầu đó, thì cái mục đích của nó là khi mà cái hơi nóng nó tỏa xuống, nó gặp cái hơi nước bốc lên á, thì nó sẽ giảm bớt đi cái độ nóng ở trong cái nồi chiên không dầu. Nếu mà quý vị không cho nước á, thì đương nhiên bánh cũng sẽ chín, nhưng mà cái bánh của mình ăn nó sẽ bị khô, là tại vì cái nồi chiên không dầu của mình hiện bây giờ nó đang nướng bằng quạt. Hơi nóng tỏa xuống rồi gặp cái quạt nó quay như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái ổ bánh của mình nó sẽ bị khô. Và Thông từ hôm mà nhà mua cái nồi chiên không dầu air fryer này này, Thông làm thử bánh thì Thông thấy rằng là khi mình cho một chút xíu nước vào đó,
bánh của mình ăn nó mềm mại và nó ngon hơn. Thay vì là bây giờ mình không cho nước thì cái bánh của mình nó khô ráo, ăn nó hơi bị khô nhá. Rồi, bây giờ Thông xin gửi lời chào đến anh Lê Khắc Lịch. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin cảm ơn Nguyễn Trọng Nghĩa. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nha. Thành công rồi. Ngon lắm, rất là ngon. Chuối ngọt nè. Hơi chuối ngọt này, rồi có độ thơm của những cái hạt hạnh nhân này. Đó. Ngon lắm cả nhà ơi. Rất là ngon. Sáng thì Thông chưa có ăn sáng. Bởi vậy làm ổ bánh này làm coi như là ăn như vậy là ăn sáng luôn á. Bên Thông bây giờ là 10 giờ 15 phút rồi. Rồi, Thông xin chúc cả nhà sẽ thành công với cái món bánh chuối nướng hạnh nhân bằng nồi chiên không dầu này nhé. Và ngày hôm nay là ngày thứ ba, Thông cũng xin kính chúc tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, may mắn và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Thông xin khép màn hình tại đây. Cả nhà nhớ đăng ký trang fanpage của Thông ở trên Facebook nè, rồi đăng ký trên YouTube và like cho Thông để cho Thông có những cái năng lượng tốt, Thông chia sẻ đến với quý vị những món ăn mà Thông đã từng nấu cho gia đình mình. Rồi, một lần nữa Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.